Năm 2011, dự án đường quốc phòng kinh tế Nam Đông A Lưới được triển khai xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ với số vốn hơn 530 tỷ đồng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Tuy nhiên đã có nhiều sai phạm trong quá trình thi công dự án hàng trăm tỷ này. Trong đó, việc dự án ngừng triển khai nửa chừng, kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến công tác quốc phòng, phát triển kinh tế, gây lãng phí lớn, mà trong thời gian dài, dự án này còn được xem là con đường chở gỗ lậu của lâm tặc. Sau những phản ánh của báo chí, tháng 12 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc và thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế sau đó cũng đã xử lý kỷ luật các tập thể cá nhân liên quan tới sai phạm tại dự án này. Sau 11 năm thi công dang dở, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khảo sát, soát hiện trạng để sớm tái khởi động thi công hoàn thiện dự án. Theo báo cáo, tuyến đường này nối xã Hương Sơn thuộc huyện Nam Đông đến xã A Roàng thuộc huyện A Lưới. Toàn bộ tuyến đường có chiều dài 50 km, đường một làn xe 3,5 m, nền 6,5 m. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng dự án đường quốc phòng kinh tế Nam Đông A Lưới là tuyến giao thông huyết mạch nối cửa khẩu A Đớt – Tà Vàng, đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 1A và khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Đây là tuyến đường duy nhất nối hai huyện miền núi Nam Đông A Lưới, đồng thời nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây là cửa ngõ hành trình ra Biển Đông của vùng kinh tế Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Tuyến đường này có tầm quan trọng đặc biệt, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thế trận phòng thủ, cơ động lực lượng đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với khoảng 55-65% xác thực. Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam chịu ảnh hưởng La Nina. Hiện tượng này là ít gặp, thường chu kỳ là 2 năm. Dự báo số lượng bão sẽ nhiều hơn trung bình và điều chỉnh tăng lên so với dự báo trước đây. Theo dự báo, từ nay đến năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 4-6 cơn lớn. Trong các tháng mùa mưa, từ tháng 7 tới tháng 9, lượng mưa ở Bắc Bộ có khả năng ở mức độ cao hơn trung bình nhiều năm. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 7 tới tháng 9, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Từ khoảng tháng 10 tới tháng 11, khu vực ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Bão kết hợp với không khí lạnh có khả năng gây mưa to đến rất to cho khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Tiếp tục thông tin về vụ sập mỏ vàng Bắc Lạng tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn vào ngày 13 tháng 6 vừa qua đã khiến một công nhân tử vong và một công nhân khác bị kẹt bên trong, cách cửa lò chừng 500 mét. Lực lượng cứu hộ mỏ của đơn vị khai thác và chính quyền địa phương, ngành chức năng tỉnh Bắc Cạn đã huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích với quân số thường xuyên từ 70 tới 80 người. Những ngày qua, phương án triển khai là đưa công nhân, máy xúc và các phương tiện chuyên dụng vào vị trí sạt lở để đào, hót đất ra ngoài. Đêm 15 tháng 6, các chuyên gia của Trung tâm Cấp cứu mỏ Vinacomin thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường theo đề nghị từ phía doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Các chuyên gia đã trực tiếp vào khu vực xảy ra sự cố trong lò để đánh giá phương án tìm kiếm nạn nhân. Từ sáng 16 tháng 6, các chuyên gia cứu hộ hầm lò cùng lực lượng của tỉnh, huyện và công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh bắt đầu triển khai cứu hộ. Được biết, mỏ vàng Bắc Lạng còn gọi là Manu là mỏ vàng gốc có diện tích hơn 99 ha, chia làm 9 khu vực khai thác với 19 hầm lò. Địa điểm này vài chục năm trước luôn là điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép với hàng nghìn hầm lò đào tự phát ở nhiều đồi núi. Từ năm 2018, tỉnh Bắc Cạn đã cấp giấy phép khai thác cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh. Hai ngày nay, người dân xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An xót thương tất bật lo hậu sự tiễn đưa mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, 112 tuổi và cháu đích tôn mới 21 tuổi, Nguyễn Tất Nga. Nga là một trong những nạn nhân tử nạn của vụ lật xe khách ở Ninh Bình. Được biết, Nga hiện đang theo học tại trường đại học FPT. Khi nghe gia đình báo tin bà nội mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân qua đời ở tuổi 112, Nga vội vã bắt xe khách để về chịu tang. Khi xe khách đến nút giao quốc lộ 1A thuộc phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình thì va chạm với xe máy rồi lật nghiêng trên đường. Vụ tai nạn thương tâm khiến Nga và ba nạn nhân khác tử vong, nhiều người bị thương.
Sau hành trình dài 6 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 6, cho cốt Ngà mới được đưa về quê an táng. Theo người dân trong xóm, Ngà là con út trong gia đình có 5 chị em, là cháu đích tôn của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân. Những con lợn này đang run sợ vì chưa quen với chuồng nuôi mới. Chúng mới được 17 ngày tuổi và vừa được tách mẹ mang bán cho người nuôi tái đàn. Các anh là cái đàn nếu bắt hôm qua là giá 2 triệu một con. Ông Tuấn cho biết giá lợn giống trong mấy ngày qua đã tăng từ 2 đến 700 ngàn đồng mỗi con tùy vào số ngày tuổi và cân nặng. Các anh là cái đàn nếu bắt hôm qua là giá 2 triệu một con. Thì thực tế là lợn giờ là phải đặt trước thì giam tiền trước đến lúc được bắt nó gọi nên là bắt. Thôi thì cứ bắt thêm một đàn để nuôi thôi, nhưng mà giá cả này thì nuôi thì không biết thế nào được. Nó thất thường lắm cho nên là tôi chỉ bắt một đàn thôi, không dám bắt nhiều. Việc giá lợn giống tăng cao mấy ngày qua theo chính quyền địa phương là do người dân nghe được tin vui Việt Nam đã sản xuất được vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi nên họ ồ ạt tái đàn để mong gỡ nợ. Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi nhận được thông tin là Việt Nam đã sản xuất được vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Và với quan điểm của các hộ gia đình chăn nuôi thì khi có vaccine thì chắc chắn là các hộ sẽ yên tâm đầu tư vào sản xuất và sẽ mang lại cái hiệu quả trong ngành chăn nuôi nói chung và mang thu nhập cũng như là cái việc làm, nhiều việc làm cho người lao động. Và chúng tôi cũng mong muốn là với cái tin vui này thì nhà nước cũng sau khi nghiên cứu được sớm là sẽ mang có một cái điều kiện để các hộ chăn nuôi lợn có thể tiếp cận được với vaccine phòng chống dịch tả châu Phi để các hộ chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch. Thì rõ ràng là khi có vaccine thì người chăn nuôi sẽ có động lực hơn, phấn khởi hơn và chắc chắn sẽ mạnh dạn để tái đàn, rồi mạnh dạn mở rộng sản xuất. Và đương nhiên là vẫn còn rủi ro như tôi vừa nói, nhưng mà cái phần thắng có thể là vẫn nắm chắc hơn. Theo con số thống kê mới nhất từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính từ khi dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xảy ra tại Việt Nam, từ tháng 2 năm 2019 đến nay đã làm chết hơn 7 triệu con lợn. Rất nhiều hộ chăn nuôi kiệt quệ kinh tế vì loại dịch bệnh này tàn phá. Chính vì thế mà khi nghe tin Việt Nam đã sản xuất được vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, nhiều người chăn nuôi đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi họ biết rất rõ là nếu không có vaccine thì nuôi lợn vô cùng rủi ro và có thể mất sạch gia tài chỉ trong một đêm nếu dịch tả lợn châu Phi tìm đến. Phun nước rửa chuồng chuẩn bị tái đàn lợn. Nhiều hộ dân chăn nuôi như nhà anh Bắc vừa nghe được thông tin Việt Nam sản xuất được vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi hôm qua thì hôm nay đã dậm dịch sửa soạn chuồng trại để chuẩn bị tái đàn. Có vaccine thì chúng tôi sẽ tái đàn và sẽ nuôi với hết khả năng công suất của chúng tôi hiện có. Tâm lý người ta là có chuồng trại sẵn rồi, bởi vì vừa rồi dịch tả châu Phi nó cướp đi của người ta thì bây giờ chuồng trại người ta có sẵn thì bây giờ người ta lại có thể tái đàn ồ ạt. Không chỉ tái đàn mạnh mẽ mà những người chăn nuôi còn kỳ vọng sắp tới chăn nuôi lợn của Việt Nam sẽ là bá chủ và thịnh vượng nhất thế giới. Nếu mà cái vaccine này được phổ biến thì đây là cái cơ hội vàng để cho chăn nuôi Việt Nam, cho nền chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn của Việt Nam là sẽ vươn lên trên đứng đầu thế giới và cái sản phẩm thịt lợn Việt Nam được mọi người trên thế giới được sẽ biết đến và cái sự qua đó thì cái giàu có và thịnh vượng sẽ đến với người chăn nuôi lợn. Tôi cho rằng là đây là một cái cơ hội vàng. Khi có vaccine cũng là một cơ hội vàng để cho Việt Nam chúng ta sẽ bứt tốc và trên thế giới thì 100 năm qua thì cũng chưa có quốc gia nào sản xuất được vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi, và khi Việt Nam sản xuất được thì chắc chắn là sẽ tạo cái cơ hội, cái động lực cho hộ chăn nuôi. Nếu nhà nước mà cho vaccine cho cả nước thì cái ngành chăn nuôi mình lớn mạnh. Ngành chăn nuôi mình lớn mạnh thì không phải để tiêu dùng trong cả nước mình mà nước mình sẽ thành một nước xuất khẩu lợn đứng đầu thế giới giống như lúa gạo. Trước việc người dân ồ ạt tái đàn lợn nuôi sau nghe tin Việt Nam đã sản xuất được vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, thì Hội Chăn nuôi Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo và cho rằng đây là việc làm quá vội vàng, ẩn chứa đầy rủi ro, thua lỗ.
Thế chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta khi có vaccine chúng ta lại ỷ lại là chúng ta nuôi thật nhiều lên, thì liệu chúng ta có đẩy được giá lợn lên không? Thì chúng ta trở lại một cái vòng quay là thừa lợn mà chúng ta không bán nổi, vì giá chúng ta đang rất là thấp. Thế thì chi phí, cho tôi nói chi phí cho vaccine có 30.000 thôi, nhưng chi phí nuôi một con lợn thì thêm mấy triệu rồi, thì chúng ta liệu chúng ta có gồng gánh được không? Thì đó là cái vấn đề mà cả nhà nước, giác độ là bộ, về các cái địa phương, và cái quan trọng nhất là người chăn nuôi phải nhìn thấy cái bài toán tổng hợp như vậy để chúng ta đưa ra cái giải pháp, hay là đưa ra một cái kế hoạch sản xuất kinh doanh chăn nuôi lợn thế nào để cho nó hài hòa, và bản thân cái người chăn nuôi đó không bị cuốn theo một cái vòng quay của cái thị trường, và chúng ta không như thế là không có lãi, bởi vì bản chất chăn nuôi phải là có lãi thì nó mới bền vững. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, việc Việt Nam sản xuất được vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi mới chỉ là kết quả bước đầu. Đây thực sự là tin vui nhưng chưa phải là yếu tố quyết định đến việc chăn nuôi phát triển ổn định và có lãi. Bởi nuôi lợn thắng thua không chỉ phụ thuộc ở đầu vào mà còn quyết định ở đầu ra nữa. Một khi đầu ra bế tắc, giá bán rẻ thì nuôi lợn chỉ có sạt nghiệp. Câu chuyện giải cứu lợn năm 2017 là một bài học còn nguyên giá trị.